tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản tin trước giờ khớp lệnh vào lúc ngày 9 tháng 6 năm 2023. GITV sẽ chia sẻ với các bạn các cái chuyên mục. Đầu tiên sẽ là những bản tin về chứng khoán phái sinh, sau đó chứng khoán cơ sở và một số cổ phiếu các bạn quan tâm. Mời các bạn đón xem các bản tin cùng tổng hợp với những như sau các bạn nhé. Chúc các bạn có một buổi sáng vui vẻ và trong một ngày cuối tuần giao dịch thành công. Hy vọng rằng những tin tức sẽ mang lại những cái giá trị riêng cho các bạn. Các bạn đang xem live stream hay cho dưới những lượt like, những lượt chia sẻ, bằng một cái comment, bằng một trái tim hoặc là ba chữ cái mà các bạn mong muốn. Điều gì các bạn hãy để lại và đóng góp ý kiến cho dưới nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như các bạn đã biết thì ngày hôm qua trên thị trường chứng khoán phái sinh thì chúng ta đã có một cái mức giảm điểm, đó là giảm 9 điểm từ 1098 về đến 1089. Và các bạn biết được tổng khối lượng giao dịch đang là 146.445 hợp đồng, với áp lực là khối lượng mua chủ động là 70.211 hợp đồng và khối lượng bán chủ động là 76.235 hợp đồng. Chúng ta cũng đã biết được là sau khi mà trong bản tin trước thì mình đã chia sẻ với các bạn, khi mà mất 1096 thì nó sẽ thành một cái xu hướng sọt, đúng không các bạn? Các bạn có thể thấy được cái xu hướng 1096 nó đang tạo ra một cái áp lực bán, và các bạn cũng có thể thấy được là ở trên chúng ta trong quá trình giao dịch ngày hôm qua thì robot vào lúc 2 giờ 11 phút chiều hôm qua đã bắt đầu mở một cái lệnh short ở 1094 và hiện tại cũng đang gồng lãi với 5 điểm qua đêm các bạn. Và tiếp tục gồng lãi các bạn nhé. Khi nào robot đóng thì các bạn sẽ mình sẽ thông báo với các bạn trên trang S247, nó sẽ bắn lên tín hiệu lên đấy. Đấy. Cho nên các bạn nhớ đón xem chương trình tổng hợp của anh chị em các bạn nhé. Hoặc là để các bạn xem được những tín hiệu long short của robot liên tục có những lệnh khuyến nghị. Ví dụ như tuần trước thì các bạn có thể từ 5 thứ 6 tuần trước đã có 25 điểm, vậy thì tuần này có bao nhiêu điểm các bạn? Các bạn để biết được là thị trường hôm nay nó đang diễn biến ra sao thì chúng ta có thể là mở một cái tài khoản VPS hoặc là SSI. Ở trên màn hình có cái tài khoản là VPS là ID Q342 và một cái tài khoản ủng hộ câu lạc bộ ở SSI của bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại SSI để có người tư vấn đồng hành cùng với robot chơi lên, đó là GITP, thì ủng hộ và chuyển ID, một ID là 2554 các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình cũng sẽ review qua một chút xíu về góc nhìn phân tích kỹ thuật góc nhìn phân tích kỹ thuật Ichimoku Thịnh Phát các bạn. Các bạn thấy là hiện tại thì chúng ta đang có dấu hiệu là tiếp tục, sáng nay có thể có tiếp tục giảm một chút xíu. Tuy nhiên các bạn thấy cái vùng hỗ trợ 1078.5 đang là một cái vùng hỗ trợ khá mạnh. Và nếu thị trường có nhúng về đây, đó là chính là cái cơ hội trong ngày hôm nay, và nó sẽ dao động ở trong biên là 1092.3 cho đến 1078.5 các bạn nhé. Đây là những cái vùng mà chúng ta có thể thấy là áp lực sẽ tiếp cung trong cái hai cái khoảng này, mà mình hy vọng rằng là các bạn có thể thấy là nếu trong buổi sáng nay có những cái nhịp hồi thì chúng ta, nếu ai đang bị kẹt hàng thì chúng ta có cơ hội ra để chúng ta chờ đợi. Và các bạn cũng biết được rằng có những cái thuyết âm mưu ở trong ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy được tạo ra cho chúng ta những cái lực áp lực bán từ những cái cổ phiếu leader như kiểu VND. Thì nữa đến với phần cổ phiếu mình sẽ nói rõ hơn các bạn nhé. Thuyết âm mưu là muốn cái tâm lý cướp hàng, cho nên thì mình sẽ nói với các bạn sau về cái tâm lý cướp hàng các bạn. Và các bạn cũng có thể thấy đây là một cái xu hướng giảm, thì robot đang gồng sọt thì chúng ta vẫn tiếp tục thôi, không có vấn đề gì cả các bạn. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng là ở tại thời điểm này thì chúng ta đang có hỗ trợ rất mạnh tại cái vùng 1076.5 cho đến 1078. Vì vậy ở đâu đấy chúng ta, nếu mà nói hai cái vùng này thì chúng ta có đến 14 điểm nữa. Đấy, 14, 15 điểm nữa. Cho nên chúng ta cứ thấy rất là bình tĩnh các bạn nhé. Cho nên chúng ta chờ đợi một cái nhịp của robot phái
sinh ngày hôm nay sẽ gồng lãi từ đâu. Đó là một cái tín hiệu mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ. Còn các bạn hãy nên nhớ rằng phái sinh hiện tại đang cần phải kéo lon lên cho tuần sau, vì tuần sau là đảo hạn phái sinh. Và các bạn sẽ thấy xu hướng là chúng ta chờ những điểm này đâu rồi để làm gì, chúng ta lon lên. Cho nên các bạn đừng có ngại ngần khi được về đến đây, thì đây là cơ hội để chúng ta lon lên. Và tuần sau thì các bạn sẽ thấy được là phái sinh tuần sau thì khi nó về xung quanh này và không mất 1074, không mất thì 1074 ở đây các bạn, và trong vòng 5 giờ tới thì chúng ta đã chờ được một cái điểm để chúng ta lon lên. Và như vậy thì các bạn hãy bình tĩnh và chúng ta có cơ hội lon và nắm giữ có thể qua đến. Nếu nó về đấy thì auto lon lên các bạn nhé, không đừng có ngại ngần gì cả, đó là về mặt phái sinh này. Và nếu không mất 1074, đấy là một cái mốc, một cái dấu, và các bạn nhớ nhé, phái sinh bọn mình đã chờ cái điểm này lâu rồi các bạn nhé. Đấy, sau khi chốt lời ở những vùng 1080-50% và lên đến phía trên 1100, ai cũng có thể chốt lời với diện 50-70 điểm, thì chúng ta không có cửa gì mà chúng ta không có cơ hội gì mà chúng ta không chờ đợi ở đây. Đấy, các bạn nhé, thì chúng ta đã lên kế hoạch, chúng ta chờ ở đấy thì chuẩn bị tiền. Đấy, đấy là về phái sinh các bạn nhé. Mình chốt cho các bạn là ở cái vùng chúng ta được hỗ trợ là 1076 cho đến 1078. Đấy, và cái điểm bên dưới chúng ta kê đó là cắt lỗ là 73 đi các bạn, 74 các bạn mà có thể tham gia thêm. Đó là những kế hoạch trong thời gian sắp tới các bạn nhé. Cho nên các bạn hãy chú ý để chúng ta có những cơ hội trong một cái phái sinh. Và phân tích thông tin về bản tin phái sinh cùng với giá TV. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua VN Index một chút xíu ạ. Đây, trong đúng chuyên mục cho các bạn. Các bạn có thể thấy VN Index ngày hôm qua là một cái phiên giao dịch tỷ đô. Và các bạn có thể thấy giao dịch là 23.689 tỷ. Tuy nhiên các bạn có thể thấy nó ra với 1 tỷ khối lượng cổ phiếu, hơn 1 tỷ 3 khối lượng cổ phiếu giao dịch ngày hôm qua đã tạo ra một áp lực bán vào 30 phút cuối và ép cho VN Index nó giảm đến 8.22 điểm. Và có những thời điểm VN Index buổi sáng đã tiến tới phá cái đỉnh cũ là 1115, và các bạn có thể thấy được trong chúng ta có những vùng khá nhạy cảm thì VN Index cũng đã bị xuyên qua bởi vì những thuyết âm mưu cho rằng là VND đang là một cái cổ phiếu leader của ngành chứng khoán và đang cho rằng là VND có biết. Thì các bạn có thể thấy được là tối hôm qua mình cũng đã làm các video và livestream, mình cũng tìm hiểu các cái thông tin, cũng sử dụng Google để tìm hiểu thông tin, đang bảo thông tin VND bị cắt margin, mình chưa thấy cái gì cả các bạn. Và mình Google từ tối qua và bây giờ sáng nay lại Google lại một lần nữa các bạn nhé, xem có không nhé. Đấy, thì chúng ta làm việc chúng ta không biết gì cả, chúng ta cũng phải dựa vào các cái thông tin. Như vậy là VND bị cắt margin. Đấy, các bạn có thể thấy được là chúng ta thấy được thông tin, không thấy thông tin nào về ngày 8/6 có thông tin gì cắt margin gì các bạn. Đấy, tại VPS có. Đấy, không thấy các bạn. Đấy, toàn những năm 2020 thì làm gì có cái gì các bạn. Cho nên chúng ta thấy, mình nghĩ rằng đây là một trong những thuyết âm mưu để tiếp tục ăn hàng của nhà đầu tư. Đấy, và có một cái thông tin bên vỉa hè đó là bà bán trà đá, bà ấy bảo là có một đội đang muốn thu gom mua mấy chục triệu cổ phiếu VND. Đấy, và chúng ta cũng có những đội như vậy thì chúng ta tại sao chúng ta không chờ cơ hội và sử dụng phân tích kỹ thuật và những chỉ báo để chúng ta mua. Như vậy là các bạn có thể thấy thị trường giảm có 8 điểm à, nhưng mà cổ phiếu VND giảm đến gần 6% à các bạn. Đây cổ phiếu VND giảm gần sàn luôn. Sàn thì vẫn có lượng kế là 18 này, lượng kế là họ sẽ vì mua 20 mấy triệu cổ phiếu ấy, cho nên họ sẽ mua gom dần các bạn nhé, và khối lượng rất là lớn. Đấy, thì chúng ta cũng đã thấy được là thời gian qua sau khi mà mình chia sẻ với các bạn
thì cổ phiếu VND đã gặp cái kháng cự ở cái vùng 19.3. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn một lần nữa cái cổ phiếu VND ở đây. Đấy, đấy mấy các bạn nhá. Tại sao robot lại bán cổ phiếu VND tại cái khu cái điểm trung hạn như thế này? Đấy, các bạn có thể thấy một cái cặp giao găm tại thời điểm này ở đây, thì robot bán ngay 19.3 tại phiên mùng 6 tháng 6 các bạn, và robot chốt lời 27%. Đó là tín hiệu mà chúng ta có thể thấy đấy. Cặp giao găm này lần thứ nhất chưa vượt quá các bạn. À, chúng ta có thể thấy là ở đây nó không có sự dễ dàng nào cho chúng ta khi chúng ta nhận được những thông tin đồn thổi và không có căn cứ. Và với quan điểm của mình thì bởi vì thông tin cho rằng là giảm margin, bởi vì là thông tin cắt giảm margin bởi vì là tỷ lệ phát lỏng đâu ra các bạn, đã trình đại hội cổ đông đâu, đã họp đại hội cổ đông đâu, nếu đi họp mình sẽ là người đi họp cơ mà. Đấy, mình chưa thể có kết quả đấy, mình cũng là một nhà đầu tư vào cổ phiếu VND đấy. Đấy, cho nên là mình thấy rất là bình thường, và thậm chí rằng là sau khi lời 27%, 28%, thậm chí là có những người lời 40% khi đồng hành cùng mình với ITP, thì cũng đã hiểu rằng là ở trên thị trường này chúng ta có rất nhiều cái cơ hội để chúng ta tham gia. Và mình cũng đã chia sẻ với các bạn rằng một trong những cái cơ hội mà chúng ta tham gia có thể thấy được trong ngày hôm nay, khi những cái áp lực của VND vẫn đang còn tồn tại, và những người chưa xem được video này thì cũng đang còn mơ hồ và sẽ có những sự hoảng loạn và sẽ chán trường, sợ rằng là ôi nó cắt margin thì nó sẽ bán xả hàng vào đầu hết, như thế thì chúng ta sẽ bị thua lỗ thêm, chúng ta mất cái lời của chúng ta đi. Không các bạn, khi các bạn đã tham gia từ những vùng 13 đến 15 thì mình tin rằng các bạn tự tin nắm giữ. Những ai đã dùng tham gia mình dưới TV hãy tự tin nắm giữ. Thậm chí rằng bạn nào đã chốt lời ở vùng 19.3, 18.6 rồi thì các bạn hãy làm gì các bạn? Các bạn chờ ở VND ở cái vùng nào 17.1 cho đến 17.65. Đó là những cái vùng mà chúng ta chia tiền ra, chúng ta gom lại cổ phiếu VND để lại kiếm lại một nhịp nữa. Và các bạn có thể thấy trong thời gian qua thì khi mà VND chúng ta từ cái đỉnh là 19.5 cao nhất, 19.6 cao nhất, thì các bạn có thể thấy được nó đang tạo ra một cái lực giảm hơn 12% chỉ trong 3-4 ngày. Như vậy thì đây là một cái cơ hội chiết khấu thêm cho chúng ta ở đâu đó có khoảng gần 20%. Thì gần 20% này thì đã rất quá xứng đáng cho chúng ta trong một cái thời gian ngắn. VND đang tạo đi lên một bước tạo nền và đi lên một cách rất tích cực, đây là cú rũ hàng. Và các bạn có thể thấy trong phân tích kỹ thuật thì đây là cái cơ hội cân bằng trở lại để chúng ta tham gia. Và việc rũ hàng, muốn ăn hàng khoảng 20 mấy triệu cổ phiếu này, chúng ta cũng phải ăn theo các bạn. Đấy, những người ăn theo và bơi theo những dòng tiền lớn. Đấy, ngoài cái việc đúng chỉ báo phân tích kỹ thuật, và mới thêm một chỉ báo nữa, các bạn biết là chỉ báo ngày 6 tháng 6, ITP đã chia sẻ với các bạn là VN Index đã xác định là tín hiệu đảo chiều quay lại một xu hướng tăng và có xu hướng uptrend. Như vậy chúng ta không có lý do gì chúng ta không mua hàng khi chúng ta đã chốt lời trở lại. Các bạn yên tâm, đồng hành với ITP thì 8 phần tặng 2 phần hoàn. Còn các bạn muốn sửa lỗi, các bạn hãy liên hệ với ITP qua số điện thoại ở phía trên các bạn nhé. Để làm gì? Chúng ta mở tài khoản xong, ITP sẽ tư vấn cho các bạn khi nào giá vốn chúng ta thấp, chúng ta đâu phải cắt lỗ nữa đâu. Đấy, khi nào có biến. Còn bây giờ đã xác định đã chén, đừng có bao giờ cắt lỗ, phải cầm hàng để chờ chốt lời cao hơn. Bởi vì sao? Thuyết âm mưu nó tạo ra một cái tâm lý hoảng loạn, và tâm lý hoảng loạn như vậy thì người ta bảo làm gì? Mua của người chán, và khi người ta đang cần thì chúng ta bán cho người cần. Bán hư gần, bán giá nào? Bán giá tím đấy, 19.3 đấy. Cho nên các bạn hãy lựa chọn cổ phiếu để chúng ta mua. Về mặt VN Index thì chúng ta có thấy được, các bạn có thể thấy được VN Index trong thời gian qua thì GTV cũng đã chia sẻ các bạn một cái những siêu cổ phiếu, đó là chính là Vietcombank trong các cái bản tin buổi sáng. Đúng không ạ? Và các bạn có thể thấy Vietcombank tiếp tục vút vút lên. Bởi vì sao? Vietcombank có hai kiếm hợp bích trên này theo khung tuần, và các bạn có thể thấy được là Vietcombank đang tạo ra những bước tiến tiếp tục tích cực. Và để các bạn mua được Vietcombank thì mình tin rằng Vietcombank nếu có những sự rung lắc điều chỉnh quanh cái vùng là
96.55, 97 đi, thậm chí là có thể là 99, các bạn vẫn tiếp tục mua được. Bởi vì sao? Chúng ta có mục tiêu của Vietcombank là 185.000 trong xu hướng uptrend, và đây là một cái cổ phiếu xu hướng uptrend, các bạn có thể tiếp tục mua cổ phiếu Vietcombank trong mấy tuần tới, các bạn liên tục gom cho mình. Bởi vì sao? Các bạn mua là các bạn giàu, các bạn đừng có lo lắng, đây là một cái cổ phiếu cực kỳ an toàn, hỗ trợ cho VN Index. Đấy. Và quên mất, hình như đây là chuyển sang cổ phiếu mục cổ phiếu quan tâm của ngày hôm nay. Chúng ta quan tâm đến cổ phiếu quan tâm ngày hôm nay thì một trong những cái cổ phiếu mà mình giới thiệu với các bạn đó là cổ phiếu VND các bạn nhé. Cổ phiếu VND thì các bạn nhớ cắm cái vùng là 17.1 cho đến 17.65, đó là lúc chúng ta mua, và giá trung bình ở đâu đấy là 17.3, 17.4, thì đó là cái cơ hội chúng ta làm một nhịp nữa ở cơ hội từ 15-20% để kiếm lợi nhuận. Và các bạn muốn điểm cắt lỗ như thế nào, các bạn nhớ liên hệ với GITV hoặc quét mã QR code để mở tài khoản, liên hệ với GITV qua điện thoại để biết các cái điểm cắt lỗ, chốt lời và việc tư vấn tâm lý cho các bạn. Chúng ta tranh thủ họ cướp hàng, họ đưa ra thuyết âm mưu để cướp hàng thì chúng ta cũng tranh thủ để cướp hàng. Bởi vì chúng ta không cướp, chúng ta mua lại cái hàng chúng ta đã bán ở trên giá trên cao 19.3. Còn tất cả những bạn nào đang tiếp tục nắm giữ vì mục tiêu của VND là lên 20.7, 22.7. Đấy, cho nên chúng ta tiếp tục gia tăng lợi nhuận trong thời gian thị trường đang xác định xu hướng đi lên. Đây là cơ hội lớn nhất trong năm 2023, các bạn hãy tận dụng tới. Đừng nghe những ai nói úp bô, họ úp, họ bảo là ơi úp bô rồi, phân phiên phân đổi tỷ đô. Vâng, mời các bạn bán xuống đi để chúng tôi mua, chúng tôi nhận đi đổ bố của các bạn để chúng tôi lấy tiền. Chúng tôi đã đổ bố ở 19.3 thì chúng tôi sẵn sàng chờ ở khu vực 17 cho đến 17.5 là giá trung bình chẳng hạn. Đấy. Cho nên các bạn 17-17.65 sau đây các bạn và giá trung bình quanh 17.3-17.4 thì chúng ta chả có gì rõ gì chúng ta sợ cả. Chúng ta đi đổ bố cũng được, vì làm sao chúng ta đi lấy tiền, chúng ta đổ bố ở phía trên rồi, chúng ta lại lấy bố hướng ở phía dưới. Đây là gì? Cơ hội chúng ta hứng nước các bạn, hứng bão làm gì, để có nước có tiền, có mưa là có tiền, các bạn mơ cũng có, thị trường phải điều chỉnh chúng ta mới có cơ hội. Và một cổ phiếu nữa mà trong thời gian tới cũng là một cổ phiếu chứng khoán mà mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay, đó là cổ phiếu SSI. Và các bạn có thể thấy là cổ phiếu SSI trong thời gian qua thì hiện tại nó cũng đang có một cái vùng mà chúng ta chuẩn bị chờ đợi, và đó là cái vùng chúng ta gia tăng tiếp tục cổ phiếu SSI ở vùng nào các bạn, ở vùng 23.9. và với những cái vùng này thì mình tin rằng trong vòng những ngày tới cổ phiếu SSI các bạn có thể gia tăng, và các bạn có cơ hội bán ở vùng 26.5 đến 27, thì chúng ta lại tiếp tục cover lại cái vùng 24. Chúng ta đang có những vị thế rất tốt ở cổ phiếu SSI các bạn, cho nên chúng ta tiếp tục gia tăng cổ phiếu SSI. Và đây là một cái cổ phiếu sẽ chia thưởng cho các bạn của năm 2022 là 1.500 đồng. 1.000 đồng, sorry các bạn. Tức là công ty chứng khoán SSI sẽ chi ra là 1.500 tỷ cho các cổ đông. Nếu mình nhớ không nhầm thì khoảng 85.000 cổ đông hay sao ấy. Mình không nhớ chính xác bao nhiêu cổ đông. Nhưng các bạn có thể có một cơ hội, và kết quả kinh doanh của SSI trong thời gian qua rất tốt. Và chúng ta có thể thấy được là khi điều chỉnh về vùng này thì tội gì các bạn không gom. Thậm chí rằng nếu các bạn muốn gom ở quanh cái vùng giá nào các bạn, giá 23.7 đến 24, mình cho rằng là 24 luôn, để cho khoảng 23.7 đến 24 thì lại tiếp tục gia tăng cổ phiếu ở đấy. Và nếu những ai chưa có thì đây là cơ hội để chúng ta được gia tăng vào thời điểm này. Và một cổ phiếu khác mình sẽ giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, đó là cổ phiếu nào các bạn? HSG. Chỉ có những thời điểm cổ phiếu điều chỉnh giảm và quay trở lại lớp ghép thì chúng ta mới có những cơ hội để chúng ta tham gia. Các bạn có thể thấy HSG cũng đang có một cái đoạn hở ghép quanh vùng khu vực 16. Như vậy thì
nếu ngày hôm nay có những khu vực đó thì các bạn hãy thu mua vào cổ phiếu HSG, kể cả về được 15.8 thì càng tốt, 15.75 đến 16. Nếu mà có những vùng đó nhúng càng xấu càng tốt, bởi vì sao? Nhúng vào đấy là chỉ có bật lên thôi, các bạn yên tâm. Đấy, cơ hội của các bạn chuẩn bị tiền trước giờ giao dịch để gom cổ phiếu này. Và thêm một cái cổ phiếu của nhóm đầu tư công, khi thị trường điều chỉnh thì chúng ta mới có cơ hội, đó là cổ phiếu VCG. Các bạn có thể thấy trong thời gian qua thì cổ phiếu VCG cũng đã có một cái đà tăng và qua có những cú rũ. Và đây là lần thứ hai là tiến tới cái vùng 22.5 rồi. Và có một lần nữa thì các bạn có thể thấy được trong thời gian qua thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ mua gom cổ phiếu VCG ở những vùng gần 21 nhất. Đó là chính là vùng nào các bạn? Quanh vùng 20.9, 21. Thì các bạn sẽ thấy được là nó có giảm về đây, các bạn hãy mua vào gom thêm đi. Đến đi, mục tiêu cổ phiếu này nó sẽ lên 25.5, 25.6 để chúng ta có những lợi nhuận nào các bạn? Hơn 20%, 25%. Chúng ta có những cái lợi nhuận mà chúng ta tiếp tục gia tăng. Và đây là một trong những cái cổ phiếu mà các bạn sẽ thấy được là trong thời gian qua chúng ta sẽ có cả tiền cổ tức bằng tiền. Và các bạn có thể thấy được cổ phiếu đầu tư công là một cổ phiếu bắt buộc chính phủ sẽ phải giải ngân theo kế hoạch. Bởi vì năm 2023 nếu không giải ngân thì GDP không đạt được tăng trưởng 5% các bạn. Cho nên các bạn hãy chú ý những cái cổ phiếu của nhóm đầu tư công. Khi có sự điều chỉnh như này, đây là cơ hội chúng ta gom hàng. Các bạn đừng ngại ngần gì. Thị trường là xác định uptrend rồi. Cơ hội lớn nhất năm 2023, các bạn chỉ có mua là thắng. Tâm lý cướp hàng, chúng ta cùng nhảy vào cướp hàng. Đừng sợ ai Oppo. Các bạn yên tâm, hãy đồng hành cùng với Dứa và chỉ có gồng lãi thôi các bạn. Đó là một trong những lý do mà Dứa ITV làm video này. Và hy vọng rằng cái video này mang lại sự hiệu quả cho các bạn và những cái giá trị trong tương lai. Nếu các bạn kinh doanh có hiệu quả, các bạn hãy ủng hộ và giới thiệu các bạn mở tài khoản chứng khoán ở VPS, ID Q342 và tài khoản chứng khoán ở công ty SSI, ID là 2554. Khi các bạn đồng hành cùng với GITP thì về mặt chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh đều có robot trading của câu lạc bộ ITP hỗ trợ các bạn. Các bạn có thể liên lạc với GITP qua số điện thoại trên màn hình. Và khi các bạn có những lợi nhuận, các bạn nhớ donate cho dự ITP qua số tài khoản trên màn hình các bạn nhé. Số tài khoản ở ngân hàng ACB. Và đó là một cái cách tán lập được chia sẻ để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong thời gian tới. Và là động viên cho dự có những video mang lại giá trị hiệu quả cho tất cả mọi người. Và lời cuối cùng thì dự cảm ơn tất cả mọi người. Và hy vọng là mọi người sẽ cho dự những trái tim màu tím và trái tim màu xanh và những cái comment để chia sẻ lan tỏa cái video này tới các bạn bè của các bạn cũng giống như tất cả các nhóm ngành. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày cuối tuần giao dịch hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video livestream tiếp theo của dự và các cái bản tin chiều. Xin chào, cảm ơn các bạn.